Thành phố Hồ Chí Minh nhận 700 tin báo vi phạm tiếng ồn, chỉ xử lý được 59 vụ. Xác minh hơn 6 tấn ngà voi và 7 tt nhập lậu. Malaysia nói chuyến thăm Myanmar của ông Hun Sen không phù hợp. Đan Mạch cảnh báo mối đe dọa gián điệp từ Trung Quốc, Nga và Iran. Chính quyền Biden sẽ cung cấp miễn phí cho người Mỹ khẩu trang chất lượng cao made in China. Mỹ nguy cơ hở sườn khi dồn lực cạnh tranh Trung Quốc. Weibo cấm các bài đăng của nhà kinh tế Trung Quốc sau khi đề xuất tăng tỷ lệ sinh. Protein từ cây bụi kim tước có thể nuôi sống hàng triệu người. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi mục tin tổng hợp trưa ngày 14 tháng 1 của DKN TV. Thành phố Hồ Chí Minh nhận 700 tin báo vi phạm tiếng ồn, chỉ xử lý được 59 vụ. Thưa quý vị, trong gần 10 tháng qua, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 700 tin báo về hoạt động kinh doanh, sinh hoạt gây tiếng ồn, qua đó xử phạt 59 trường hợp vi phạm với hơn 47 triệu đồng. Thông tin này được Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố cho biết trong cuộc họp báo chiều ngày 13 tháng 1. Lý giải về tỷ lệ trường hợp vi phạm tiếng ồn bị xử lý thấp, ông Lê Mạnh Hà cho hay, trong giai đoạn đầu, lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở các vi phạm, việc xử lý chỉ được thực hiện ở giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, tùy theo mức độ, thời gian vi phạm, các lực lượng mới có căn cứ để xử lý. Theo chính quyền thành phố, thời gian qua, tình trạng cố tình gây tiếng ồn trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tại cộng đồng dân cư diễn ra tràn lan, phổ biến. Việc này đã trở thành vấn nạn trong đô thị, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch bệnh, ảnh hưởng môi trường đô thị, chất lượng sống của người dân. Dù các biện pháp của chính quyền đạt được phần nào hiệu quả, tuy nhiên gần đây, người dân và báo chí tiếp tục phản ánh tình trạng này. Xác minh hơn 6 tấn ngà voi và 7 tt nhập lậu. Thưa quý vị, một lô hàng lớn được cho là hơn 6,6 tấn ngà voi và 7 tt nhập lậu qua cảng Đà Nẵng vừa bị hải quan thành phố này phát hiện bắt giữ. Theo tin từ Hải quan Đà Nẵng được Tuổi Trẻ trích dẫn, ngày 5 tháng 1, cảng này tiếp nhận lô hàng trong container được khai báo là hạt điều vận chuyển từ Nigeria về Việt Nam. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phát hiện lô hàng có dấu hiệu khai gian, nghi cất giấu hàng nhập lậu là ngà voi và 7 tt. Đến ngày 11 tháng 1, cơ quan này quyết định khám xét, kết quả phát hiện hơn 456 kg nghi là ngà voi và 6,2 tấn nghi là 7 tt thuộc danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Hiện Hải quan Đà Nẵng đang phối hợp với các lực lượng liên quan để xác minh, điều tra. Malaysia nói chuyến thăm Myanmar của ông Hun Sen không phù hợp. Thưa quý vị, theo Nikkei, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah hôm 13 tháng 1 cho biết chuyến thăm của ông Hun Sen tới Myanmar có thể tạo ấn tượng sai lầm rằng ASEAN đang công nhận chính quyền dân sự Myanmar, lực lượng đã lật đổ chính phủ dân cử nước này vào tháng 2 năm 2021. Phát biểu với các phóng viên tại Kuala Lumpur, ông Abdullah nói, với tư cách là nguyên thủ quốc gia, ông ấy có thể thực hiện chuyến thăm như một hoạt động đối ngoại song phương, nhưng khi đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN, hành động đó có thể bị hiểu sai. Ngoại trưởng Malaysia nói, lẽ ra ông Hun Sen nên tham khảo ý kiến của các lãnh đạo ASEAN khác trước khi bắt đầu chuyến thăm. Hôm 7 tháng 1, Thủ tướng Hun Sen đã tới thăm Myanmar và hội đàm với Thống tướng Min Aung Hlaing. Ông Hun Sen trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến Myanmar từ khi quân đội lên nắm quyền tại quốc gia Đông Nam Á này. Theo ông Abdullah, các ngoại trưởng ASEAN đã tiến hành một số cuộc thảo luận online không chính thức liên quan đến chuyến thăm của ông Hun Sen. Một số ý kiến cho rằng chuyến thăm của ông Hun Sen có thể là bước khởi đầu cho hòa giải, nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy điều đó, ông Abdullah nói. Ngoại trưởng Malaysia cho biết đại diện các quốc gia sẽ đề cập đến vấn đề này trong phiên họp sắp tới. Trước đó, cuộc gặp ngoại trưởng ASEAN dự kiến diễn ra ở Siem Reap, Campuchia vào tuần tới đã bị hoãn. Ông Khoi Khương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết, thay đổi trên đến từ khó khăn trong quá trình đi lại của các lãnh đạo ASEAN. Iran tuyên bố phóng thành công tên lửa mang vệ tinh dùng nhiên liệu rắn. Thưa quý vị, hãng thông tấn IANA ngày 13 tháng 1 cho hay, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, tuần trước đã phóng một tên lửa mang vệ tinh dùng nhiên liệu rắn lên vũ trụ. Tướng Amir Ali Hajizadeh, người đứng đầu lực lượng hàng không vũ trụ của IRGC, cho biết vụ phóng thử đã thành công, đánh dấu lần đầu tiên Iran sử dụng tên lửa đẩy dùng nhiên liệu rắn thay vì nhiên liệu lỏng như thông thường. Ông Hajizadeh còn cho biết thêm, Iran sẽ sản xuất động cơ tên lửa nhẹ hơn cho các dự án hàng không vũ trụ trong tương lai. Các tên lửa đẩy mang vệ tinh thường sử dụng nhiên liệu lỏng và loại dùng nhiên liệu rắn có thể phù hợp với các bệ phóng di động, cho phép vận chuyển tới bất cứ địa điểm nào bằng đường bộ hoặc đường sắt. Tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn thường được dùng cho các hệ thống tên lửa đạn đạo. Đan Mạch cảnh báo mối đe dọa gián điệp từ Trung Quốc, Nga và Iran.
Thưa quý vị, Đan Mạch ngày 13 tháng 1 cảnh báo các mối đe dọa gián điệp ngày càng gia tăng từ Trung Quốc, Nga và Iran, bao gồm cả ở Bắc Cực, nơi các cường quốc đang tranh giành tài nguyên. Theo Reuters, trong một báo cáo, Anders Henriksen, người đứng đầu bộ phận phản gián của cơ quan tình báo và an ninh Đan Mạch cho biết, mối đe dọa từ hoạt động tình báo nước ngoài nhắm vào Đan Mạch, Greenland và quần đảo Faroe đã gia tăng trong những năm gần đây. Greenland và quần đảo Faroe là các lãnh thổ có chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch và là thành viên của Hội đồng Bắc Cực, trong đó Đan Mạch chịu trách nhiệm về các vấn đề đối ngoại và an ninh của họ. Báo cáo chỉ ra một sự cố vào năm 2019 về một bức thư giả mạo với mục đích là một bức thư của Ngoại trưởng Greenland gửi cho một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ nói rằng sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập. Báo cáo cho biết, rất có thể bức thư này đã được các nhân viên tình báo Nga giả mạo và chia sẻ trên Internet với hy vọng tạo ra hỗn loạn và có thể xảy ra xung đột giữa Đan Mạch, Hoa Kỳ và Greenland. Tầm quan trọng địa chính trị của Bắc Cực ngày càng tăng khi Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ đều đang tranh giành quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tiếp cận đường biển và các khu vực chiến lược có giá trị quân sự. Báo cáo cũng cho biết, các cơ quan tình báo nước ngoài như Trung Quốc, Nga và Iran đang cố gắng tiếp cận với sinh viên, nhà nghiên cứu và các công ty để lấy thông tin về công nghệ và nghiên cứu của Đan Mạch. Hồi tháng 11, Reuters phát hiện một giáo sư Trung Quốc tại Đại học Copenhagen đang bí mật tiến hành nghiên cứu gen với quân đội Trung Quốc. Báo cáo cho biết, sự tham gia tích cực của Đan Mạch trên trường quốc tế, toàn cầu hóa và khả năng cạnh tranh quốc tế ngày càng tăng. Sự cởi mở chung của xã hội, số hóa và trình độ khoa học và công nghệ cao khiến Đan Mạch trở thành mục tiêu hấp dẫn đối với các hoạt động tình báo nước ngoài. Chính quyền Biden sẽ cung cấp miễn phí cho người Mỹ khẩu trang chất lượng cao made in China. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm 13 tháng 1 thông báo, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ cung cấp miễn phí cho người Mỹ bộ xét nghiệm và khẩu trang để tăng cường ứng phó với sự gia tăng các ca nhiễm do biến thể Omicron gây ra. Theo VOA, phát biểu trong cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc, ông Biden nói, tôi biết rằng đối với một số người Mỹ, khẩu trang không phải lúc nào cũng phải chăng hoặc dễ mua. Vì vậy, vào tuần tới, chúng tôi sẽ công bố cách chúng tôi cung cấp miễn phí cho người dân Mỹ những chiếc khẩu trang chất lượng cao. Các chuyên gia cho rằng, khẩu trang chất lượng cao có thể đề cập đến khẩu trang KN95 và N95 có khả năng bảo vệ trước Omicron cao hơn khẩu trang vải hoặc khẩu trang phẫu thuật. Ông Biden còn cho biết, chính phủ Hoa Kỳ sẽ mua thêm 500 triệu bộ xét nghiệm, đồng thời cử 120 nhân viên quân y đến 6 tiểu bang để giúp các bệnh viện ở đó chống lại sự gia tăng của các ca nhiễm. Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, hơn 151.000 người đã phải nhập viện vì COVID-19 trên khắp Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 1. Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, tuần trước, Hoa Kỳ ghi nhận trung bình hơn 747.260 ca nhiễm mới mỗi ngày. Những con số này đã đạt mức cao kỷ lục. Ngoài ra, hơn 14.000 thành viên vệ binh quốc gia ở 49 tiểu bang đang sẵn sàng hỗ trợ các bệnh viện tiêm chủng, xét nghiệm và các dịch vụ y tế khác. Tổng thống Biden vẫn chưa cho biết liệu những chiếc khẩu trang chất lượng cao sẽ được cung cấp miễn phí cho người dân Mỹ là sản xuất tại Mỹ hay sản xuất tại Trung Quốc. Nhưng nhiều khả năng nó sẽ được sản xuất tại Trung Quốc. Jacqui Heinrich, phóng viên của Fox TV tại Tòa Bạch Ốc, đã tweet vào ngày 13 tháng 1 rằng do mức độ lây lan cao của biến thể Omicron, bác sĩ chăm sóc tại Điện Capitol gần đây đã yêu cầu đeo mặt nạ N95 hoặc KN95 trong nhà. Tuy nhiên, khẩu trang KN95 do văn phòng bác sĩ cung cấp cho các nghị sĩ tham dự đều là made in China. Một nghị sĩ nói với phóng viên này rằng 435 thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ đeo mặt nạ có chữ sản xuất tại Trung Quốc. Một cư dân mạng bình luận, còn lựa chọn nào khác không? Hãy tìm nhà sản xuất hàng loạt của Mỹ. Đầu năm ngoái, Chen Jun, người đã mở một nhà máy sản xuất khẩu trang ở New Jersey theo lệnh điều hành của Tổng thống Biden, nói với VOA rằng các khẩu trang mà Hoa Kỳ nhập khẩu từ Trung Quốc đều được miễn thuế, nhưng chúng tôi mua nguyên vật liệu và thiết bị từ Trung Quốc. Thêm thuế quan 17%, cộng với bảo hiểm và nhân công ở Hoa Kỳ, sản phẩm của chúng tôi đắt hơn của Trung Quốc từ 1 đến 1,5 lần. Điều này cho thấy bạn không có lợi thế bằng hàng Trung Quốc. Chen Jun cho biết, để sản xuất một chiếc khẩu trang N95 chất lượng cao không hề dễ dàng. Vị này nói, đã nửa năm kể từ khi nộp hồ sơ, không có bất kỳ sự theo dõi nào. Quá trình xét duyệt rất quan liêu và thời gian trì hoãn rất lâu. Chưa kể, giá của sản phẩm sản xuất ra không thể cạnh tranh được với KN95 của Trung Quốc. Liên minh sản xuất Mỹ có trụ sở tại Washington thì cho biết, chính quyền Trump đã miễn thuế quan đối với các thiết bị y tế do Trung Quốc sản xuất, bao gồm cả khẩu trang trong những ngày đầu khi dịch bùng phát. Khi ông Biden nhậm chức, mức miễn thuế này vẫn không hề thay đổi. Theo các nhà sản xuất khẩu trang của Mỹ, họ không thể cạnh tranh với hàng sản xuất từ Trung Quốc. Theo nhóm này, những chiếc khẩu trang của Trung Quốc có thể rẻ như một đồng xu vì chúng được sản xuất bởi các công ty nhà nước hoặc do nhà nước Trung Quốc kiểm soát, sử dụng các hành vi thương mại không công bằng để có lợi cho họ. Thưa quý vị, theo chuyên gia, khi ngày càng dồn lực cho cuộc cạnh tranh siêu cường gay gắt với Trung Quốc,
Mỹ có thể tạo khoảng trống quyền lực ở Trung Đông hay châu Âu. Trong bài phân tích trên Japan Times, Min Jin Pei, giáo sư đại học Clement McKenna và là thành viên quỹ German Maxon của Mỹ cho biết, trong chiến tranh lạnh, châu Âu được xem là ưu tiên chiến lược của Mỹ. Đông Á hầu như không được Washington chú trọng, dù Mỹ vẫn cam kết bảo đảm an ninh cho các đồng minh trong khu vực. Nhưng trong cuộc cạnh tranh siêu cường gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc mà nhiều người xem như chiến tranh lạnh mới, các ưu tiên chiến lược của Washington đã bị đảo lộn. Hiện nay, chiến lược an ninh của Mỹ chủ yếu bị chi phối bởi mối đe dọa từ Trung Quốc và Đông Á, đã thay thế châu Âu trở thành mặt trận cho cuộc cạnh tranh địa chính trị quan trọng của thế giới. Nhưng khi Mỹ tập trung nguồn lực cho cuộc đối đầu với Trung Quốc, những hệ quả an ninh ngày càng trở nên rõ ràng. Các đối thủ đang tận dụng thời cơ để thách thức quyết tâm của Mỹ. Iran đã tìm cách củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán bế tắc về kế hoạch hành động chung toàn diện JCPOA, thỏa thuận hạt nhân mà chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã rút vào năm 2018. Các lãnh đạo Iran dường như đang đặt cược rằng Tổng thống Joe Biden sẽ ngần ngại sử dụng lực lượng quân sự và bị sa lầy trong cuộc chiến tranh Trung Đông mới khi Mỹ muốn tập trung ứng phó với Trung Quốc. Theo giáo sư Pei, các mối đe dọa quân sự hiện tại của Tổng thống Nga Vladimir Putin với Ukraine dường như cũng dựa trên những tính toán như vậy. Giáo sư Pei nhận định, Putin tin rằng ông đang có cơ hội để khôi phục ảnh hưởng của Nga trong khu vực bởi vì Mỹ khó có thể phân tâm khỏi chiến lược tập trung vào Trung Quốc. Những động thái gần đây của Nga và Iran là minh chứng cho tình thế tiến thoái lưỡng nan của Mỹ. Để tăng khả năng đạt kết quả thuận lợi trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc, Mỹ phải duy trì kỷ luật chiến lược và tránh xa nguy cơ nổ ra một cuộc xung đột khác có thể khiến tâm điểm chú ý và nguồn lực của họ bị phân tán. Giáo sư Pei cho rằng cuộc rút quân đột ngột và hỗn loạn của ông Biden khỏi Afghanistan vào tháng 8 năm 2021 cho thấy quyết tâm của chính quyền ông về vấn đề này. Căng thẳng giữa Mỹ với Iran, Nga sẽ diễn ra như thế nào có thể phải cần thêm thời gian để kiểm chứng, nhưng giáo sư Pei nhận định Washington sớm muộn cũng phải đối mặt với bài toán tương tự ở nhiều nơi khác. Ông cho hay, một số cường quốc khu vực có thể tranh thủ bắt nạt nước láng giềng yếu hơn vì họ nghĩ rằng Mỹ xoay trục sang Đông Á, đồng nghĩa họ ít có khả năng vấp phải can thiệp quân sự của Washington. Giới quan sát tin rằng việc Mỹ tập trung vào Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến các khu vực khác theo những cách khác nhau, trong đó tác động an ninh ở khu vực Mỹ Latin và châu Phi sẽ ít hơn nhiều so với Trung Đông. Tại Mỹ Latin và châu Phi, chính sách của Mỹ trong những năm tới có thể sẽ tập trung vào cạnh tranh kinh tế, công nghệ và ngoại giao với Trung Quốc. Weibo cấm các bài đăng của nhà kinh tế Trung Quốc sau khi đề xuất tăng tỷ lệ sinh. Thưa quý vị, Reuters đưa tin một nhà kinh tế cấp cao của Trung Quốc đã bị cấm đăng trên nền tảng mạng xã hội Weibo sau khi gây tranh cãi về đề xuất Ngân hàng Trung ương nên thành lập một quỹ hỗ trợ sinh sản trị giá 314 tỷ đô la Mỹ để khuyến khích người dân sinh thêm con. Cụ thể, tài khoản Weibo của ông Ren Jiping, cựu chuyên gia kinh tế trưởng của tập đoàn bất động sản khổng lồ China Evergrande, có 3,6 triệu người theo dõi, hiện đã bị cấm đăng. Theo tờ Securities Times của nhà nước, trích dẫn các nguồn không xác định, lệnh cấm được áp đặt vào ngày 12 tháng 1 và sẽ kéo dài 2 tuần, lý do cấm không được tiết lộ. Đáng chú ý, chuyên gia Ren Jiping trong tuần này đã xuất bản 2 bài bình luận gợi ý cách thực dụng nhất và hiệu quả nhất để tăng tỷ lệ sinh đang giảm của Trung Quốc là Ngân hàng Trung ương nên thành lập quỹ sinh sản 2.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 314 tỷ đô la Mỹ để khuyến khích người dân sinh thêm con. Theo chuyên gia này, nếu Ngân hàng Trung ương làm theo đề xuất của ông, Trung Quốc có thể tăng thêm 50 triệu ca sinh trong thập niên tới và sẽ ngăn chặn được sự sụt giảm dân số. Trong nhiều thập niên qua, Trung Quốc đã áp đặt chính sách một con hà khắc nhằm hạn chế sự gia tăng dân số. Tuy nhiên, khi khủng hoảng xảy ra, nước này đã cho phép sinh 2 con và vào năm ngoái, chính phủ Trung Quốc thông báo các cặp vợ chồng có thể sinh 3 con để cứu vãn tình hình. Các bài bình luận của chuyên gia Ren ban đầu được xuất bản trên tài khoản WeChat và đăng lại trên Weibo, nơi chúng thu hút sự thảo luận rộng rãi. Hiện các bài đăng đã không còn trên nền tảng này vào ngày 13 tháng 1. Tuy nhiên, tài khoản WeChat của chuyên gia này vẫn hoạt động mặc dù ông Ren không đăng bất cứ điều gì mới sau lệnh cấm Weibo. Thời báo chứng khoán cũng báo cáo rằng lệnh cấm Weibo không áp dụng cho các nền tảng truyền thông xã hội khác. Chuyên gia này nổi tiếng vì dự đoán chính xác sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Trung Quốc vào năm 2015. Ủy ban châu Âu lên tiếng về hộ chiếu vàng của Vanuatu. Thưa quý vị, theo Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban châu Âu EC ngày 12 tháng 1 đề xuất đình chỉ một phần thỏa thuận với Cộng hòa Vanuatu cho phép công dân của quần đảo Thái Bình Dương này đến Liên minh châu Âu EU mà không cần thị thực thông qua các chương trình mua quốc tịch gây tranh cãi, một cách được gọi là hộ chiếu vàng. EU đã từng cảnh báo quần đảo ở biển san hô này liên quan đến khoản đầu tư tối thiểu 130.000 đô la Mỹ, khoảng 115.000 euro cho phép công dân nước thứ ba có quốc tịch Vanuatu. Theo đó, họ có thể vào EU mà không cần thị thực.
Tuy nhiên, EC lưu ý, việc đến EU theo cách này không đủ an toàn. Trên cơ sở việc giám sát các chương trình này, các rủi ro mà quyền công dân của Vanuatu đang hoặc đã được cấp cho người nộp đơn nằm trong cơ sở dữ liệu của Interpol. Các cuộc điều tra an ninh làm dấy lên lo ngại về độ tin cậy. Theo EC, thời gian xử lý đơn trung bình là quá ngắn để có thể kiểm tra kỹ lưỡng. Điều này cũng cho thấy việc trao đổi thông tin với quốc gia xuất xứ của người nộp đơn trước khi cấp quốc tịch là thiếu hệ thống. Việc đình chỉ này sẽ áp dụng cho tất cả những người có hộ chiếu phổ thông được cấp vào hoặc sau ngày 25 tháng 5 năm 2015, khi Vanuatu bắt đầu cấp một số lượng đáng kể hộ chiếu để đổi lấy các khoản đầu tư. Do đó, những người mang hộ chiếu được cấp trong thời gian này sẽ không còn được phép đến EU mà không cần thị thực. Quốc đảo Vanuatu là một thiên đường thuế, nằm trong danh sách đen của châu Âu về các vấn đề tham nhũng và sự minh bạch tài chính. Nhiều người sở hữu tấm hộ chiếu này thậm chí còn chưa từng đặt chân lên đất nước. Hiện có hơn một nửa số quốc gia trên thế giới có các chương trình cấp quyền công dân cho những người có các khoản đầu tư tương xứng vào nước họ. Bất chấp những ý kiến trái chiều, thị trường hộ chiếu vẫn phát triển mạnh mẽ. Chuyên gia, protein từ cây bụi kim tước có thể nuôi sống hàng triệu người. Thưa quý vị, theo người đứng đầu một chương trình nghiên cứu của chính phủ Scotland, cây kim tước, loài cây bụi có gai và đã xâm lấn nhiều cảnh quan của Scotland, có thể sản xuất đủ protein để nuôi hàng triệu người. Đề xuất của giáo sư Wendy Rushen tại Đại học Aberdeen xuất phát từ nghiên cứu về hàm lượng protein của những loài thực vật xâm lấn, vốn phải được sử dụng thuốc diệt cỏ hoặc đốt để kiểm soát sự phát triển của chúng. Bà Rushen cho biết, theo nghiên cứu, cây kim tước chứa 17% protein và cây đậu chổi chứa 21% protein. Trong quá khứ, hai loài thực vật này được sử dụng làm thức ăn cho gia súc vào những thời điểm mất mùa. Vì vậy, các nhà khoa học cho rằng protein từ những loài thực vật này có thể được sử dụng làm thức ăn cho động vật. Nếu phân lập được chất protein và sản xuất đúng cách, loại protein từ thực vật này có thể được coi là thức ăn của người trong tương lai. Phát biểu của bà Rushen được đưa ra tại một sự kiện của Trung tâm Truyền thông Khoa học về các protein thay thế nhằm xem xét các lợi ích và hạn chế đối với sức khỏe và môi trường của các lựa chọn thay thế cho thịt và sữa. Trong sự kiện này, cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm FSA của chính phủ Anh đã đưa ra một báo cáo thăm dò cho thấy 60% người dân ở Anh sẵn sàng thử các loại thực phẩm thay thế cho thịt và sữa. Theo bà Rushen, từ năm 1950 đến năm 2000, dân số toàn cầu đã tăng gấp đôi, nhưng lượng thịt ăn vào tăng gấp 5 lần. Bà cho rằng tiếp tục xu hướng này trong tương lai là không khả thi với môi trường. Bà nói, chúng ta thực sự phải thay đổi chế độ ăn uống của mình. Bà Rushen cho biết thêm, các loại protein thực vật thay thế này rất lành mạnh, nhiều protein, giàu chất xơ và nhiều vi chất dinh dưỡng. Vào năm 2019, công ty tư vấn A.T. Kearney đã đưa ra một báo cáo dự đoán rằng hầu hết những người ăn thịt vào năm 2040 sẽ không ăn thịt từ động vật. Liên Hợp Quốc dự báo kinh tế toàn cầu năm 2022 tăng trưởng 4%. Trong báo cáo công bố ngày 13 tháng 1, Liên Hợp Quốc dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 4% trong năm 2022. Mức tăng trưởng 4% nói trên thấp hơn so với mức 5,5% của năm 2021 và tới năm 2023 sẽ chỉ còn 3,5%. Trong bối cảnh thế giới chứng kiến nhiều làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới, cộng với những thách thức về thị trường lao động, chuỗi cung ứng và lạm phát tăng cao. Theo Reuters, trong báo cáo mới, Liên Hiệp Quốc cho rằng động lực tăng trưởng có được trong năm 2021 đã bắt đầu chậm lại từ cuối năm ngoái. Có thể thấy được điều này ở các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Liên minh châu Âu, EU và Mỹ, do các biện pháp kích thích tiền tệ và tài chính bắt đầu giảm dần và tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng lại nổi lên. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng, cùng với đại dịch COVID-19 đang tiếp diễn, áp lực lạm phát ngày càng tăng cao ở các nền kinh tế phát triển và một số nền kinh tế đang phát triển đã tạo ra thêm nhiều nguy cơ đe dọa quá trình phục hồi toàn cầu. Báo cáo viết, lạm phát toàn cầu đã tăng lên tới 5,2% trong năm 2021, tăng 2 điểm phần trăm so với xu hướng chung trong 10 năm qua. Theo báo cáo, hậu quả lâu dài của đại dịch sẽ dẫn tới khoảng cách bất bình đẳng giữa các nước ngày càng xa. Tuy nhiên, chỉ số GDP bình quân đầu người năm 2023 ở các nền kinh tế phát triển có thể sẽ phục hồi được tới mức trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Thưa quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên SafeChat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Mục tin tổng hợp trưa của DKN TV đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.